Yên. Chỉ được trưởng môn đã bắt được người, khoảng 1 triệu tệ. Biết rồi. Đưa người qua đây. Sao dừng lại rồi? Bên Hiểu Lộ có biến. Hình như hắn đang chờ xe, chắc hàng trên xe. Biến. Nói chuyện với ông đó không nghe thấy à? Biến cho mau. Cậu làm gì đó? Sao lại quát người ta? Tránh ra. Đi mau. Tiểu Trương, Lý Siêu, sau khi xe tới, hai người canh người, tôi canh xe. Sếp, cảnh sát chen ngang, không lấy được tiền. Bảo đứa mang hàng đổi chỗ, ra chợ dân sinh, đi tìm thằng Liều, lấy hàng gì đã. Đổi chỗ rồi, không ra trạm xe buýt nữa, giao hàng ở chợ dân sinh. Mấy người có thôi đi không hả? Cho tôi à? Cho cô hay, mau chuẩn bị sẵn vé. Một tay giao tiền, một tay giao vé. Hiểu Lôi, Hiểu Lôi, chú ý xe buýt này. Người đưa hàng chắc đang trên xe buýt. Thấy chiếc ba lô cùng kiểu trên xe. Ba Su, có cớm, chạy mau. Tiểu Trương, Lý Siêu, đi bắt người. Tôi theo dõi xe buýt. Hiểu Lôi, canh kỹ, đừng để sống. Hiểu Lôi, em đừng kích động, canh thôi được rồi. Những người còn lại theo tôi bắt người. Chào anh, cảnh sát phá án. Xin dùng xe anh, giúp tôi bám đuôi xe buýt kia. Dân thừa sếp. Mau. Hiểu Lôi, bên em sao rồi? Không sao, đang bám theo. Chợ dân sinh. Đến đó tôi tìm ai? Đến đó sẽ có người gọi điện cho cô. Chợ dân sinh, lấy hàng. Biết rồi, anh bảo lùi thịt heo sắp xếp ngay. Em lo canh chừng là được. Khoai tây sợi 1 đồng 1 xiên, ngon mê ly. Khoai tây sợi 1 đồng 1 xiên, ngon mê ly. Khoai tây sợi 1 đồng 1 xiên, ngon mê ly. Nhưng sếp có chỉ thị gì? Cảm ơn đã phối hợp. Không có gì, cảnh sát và dân thân như một nhà. Cảm ơn. Bắt cóc. Chạy đi. Không ai ra cản sao? Còng lại. Chạy giỏi gớm. Đưa đi. Khoan. Hiểu Lôi, bắt được rồi. Hàng không có tin người hắn. Bên em tình hình sao rồi? Anh Hùng, em thấy lạ lắm. Người mang hàng trông giống Tiểu Loan. Hiểu Lôi, đừng có kích động.
Bọn anh sang ngay. Cho anh vị trí chính xác. Gần nhà em. Không lẽ Tiểu Noãn về nhà? Cơ mà ba lô nó đều chắc chắn không phải của nó. Em theo dõi trước. Các anh tranh thủ qua đây. Anh Hùng, là Tiểu Noãn. Bọn em vào chợ dưới nhà em. Lưu Thịt Heo, thành viên tập đoàn buôn ma túy Đàm Thị. Người tìm cô lấy hàng đang tới, đừng sốt ruột. Thằng Liều, lính cũ Caesar, đàn em thượng trọc. Chủ hàng đã đến chợ, nhưng cảnh sát theo đuôi rất gắt. Canh kỹ chủ hàng, tìm ra người giao nhận rồi đi theo. Anh tìm người đối phó rồi. Đã thấy. Hàng không giao được. Lấy về trước đã. Đại ca yên trí. Không mất đâu. Alo anh, canh hàng cho kỹ đấy. Khoan ra tay. Có cảnh sát. Có cảnh sát. Không cần biết mày dùng cách gì. Tóm lại, phải lấy hàng về bằng được. Ờ anh ơi, có cảnh sát xem cướp về. Động não lên, nghĩ cách đi. Ờ không, alo, alo, anh. Đại ca, em thấy chuyện này cứ sai sai. Mình bị đốt nhà rồi phải không? Anh Hùng, anh đến đâu rồi? Chợ đông quá, em sợ không canh nổi. Hiểu Lôi, em đừng nóng ruột. Anh đang chạy qua đó. Em đảm bảo an toàn cho Tiểu Noãn. Đừng đánh rắn động cỏ. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Xin lỗi, bắt cô đuôi rồi à? Cô coi đi, thịt của tôi bẩn mất rồi. Cô phải đền. Tôi còn bán thế nào được? Không bán được cho ai nữa. Cho cô hay, thịt của tôi 38 tệ nửa ký, chứ ít cũng 15-20 ký. Alo anh, cơ hội đến rồi. Phải, anh bảo xe ra cửa phía đông chờ em. Thế nha, tôi mua. Cô phải lấy thịt đi chứ. Lát tôi lấy. Tôi còn phải thối tiền cô nữa. Thôi khỏi. Con người tôi làm ăn là phải sòng phẳng, uy tín đặt lên hàng đầu. Ớt, cà chua, nhà trồng cả đấy. Đậu đũa bán sao? Đậu đũa 4 đồng nửa ký. 4 đồng? Sao đắt vậy? Hàng tươi mới về thì phải đắt rồi. Đồ nhà trồng ngon miễn chê. Lấy một ít đi. Cô bán 4 đồng là quá đắt. Nói cô nghe, hồi đó tôi mua có mấy hào thôi. Không gì mua cho con gái tôi là tôi không lấy đâu. Cứu mạng, cứu mạng. Tiểu Noãn. Bọn khốn này, cản hắn. Đừng la, tôi đến lấy hàng. Yên nào. Mấy người là người quân đô hả? Người mày tìm. Nhanh tay đấy. Không phải người của mình. Cảnh sát. Anh, mình rút đi. Tiểu Noãn. Xe tôi, xe, mượn xài tí.
Anh Lôi. Cô ơi, tôi là cảnh sát, cho mượn xe điện của cô lát nha. Còn bao xa? 1,6 km. Đi bộ thì sao? 0,9. Chị Độc Chuẩn Hùng, cậu lấy xe qua chỗ tôi. Những người kia chạy bộ với tôi. Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Biết điều đi. Các người là ai? Cho mấy người hay. Mấy người đang bắt giữ phi pháp. Sợ chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Im đi. Hẹn ai bảo mày giao? Gọi cho chủ mày. Bố, đứng lên. Túm chặt đi Tiểu Noãn. Cảnh sát đến rồi, chạy mau. Tiểu Noãn, Thiên Lôi, Tiểu Noãn, Tiểu Noãn, Tiểu Noãn, bố, bố, không sao rồi, không sao rồi, không sao. Bố ơi, con sợ. Bố ơi, con sợ. Bỏ em ra. Anh chị bắt kẻ khác đi. Đâu phải em làm. Em có biết gì đâu. Bình tĩnh đi. Đát là xong. Đát là xong ngay. Ngoan. Phan Mít Tiên sắp bắt đầu rồi. Đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương. Mẹ làm gì đó? Con có thái độ gì đấy? Kệ con có thái độ gì đi. Con nói rồi. Đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương. Nó là đứa trẻ thôi. Mỗi câu mẹ nói sau đây con phải nghe cho kỹ. Điều 347 khoảng 2 luật hình sự. Tàn trữ trên 50 gram ma túy, cao nhất phán tử hình. Con biết mình đem bao nhiêu không? 5 ký, 5.000 gram. Cam Tiểu Noãn, cô thử tính đi. Đủ bắn con mấy lần. Cam Tiểu Noãn, nếu con muốn chết, mẹ sẽ tự tay tiễn con đi. Mẹ Dương, đừng có gọi mẹ Dương. Từ nhỏ đến lớn con quậy phá điên khùng cỡ nào, mẹ cũng chưa từng nói một câu. Nhưng lần này khác. Lần này con đã động chạm đến pháp luật. Con phạm pháp đấy, có biết không? Nhưng con, nhưng con. Thôi thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cam Tiểu Noãn, con muốn mẹ chết sao? Thôi thôi. Đội trưởng Dương, Hiểu Nhi, Văn Chấn, hai người vào đi. Tôi lánh mặt. Sau khi vào trong, không được bỏ sót câu chữ nào. Sự thật thế nào con phải nói rõ ra. Biết chưa? Biết chưa? Nói đi. Nói đi, nói đi, mau nói đi. Dạ biết rồi. Nghe thấy chưa? Được rồi, được rồi. Đi đi, đi đi, đi đi. Biết rồi, biết rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.